Cô Phi chào các em quay lại với môn công nghệ lớp 3. Các em thân mến, ở tiết vừa rồi, chúng ta đã được tìm hiểu bài 1 Tự nhiên và công nghệ, tiết 1. Và trước khi sang nội dung tiết 2 của bài Tự nhiên và công nghệ, thì chúng ta cùng ôn lại các kiến thức quan trọng đã được học ở tiết 1 các em nhé. Ở tiết 1, chúng ta đã được làm quen với đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ. Vậy thì đối tượng tự nhiên nghĩa là gì? Và sản phẩm công nghệ nghĩa là gì? Chúng ta cùng nhắc lại các em nhé. Đối tượng tự nhiên là những đối tượng có sẵn trong tự nhiên, không do con người làm ra. Còn sản phẩm công nghệ là những sản phẩm được con người làm ra để phục vụ đời sống. Và nội dung tiết học hôm nay chúng ta sẽ học đó là phần số 2, sản phẩm công nghệ trong gia đình. Mời các em mở sách giáo khoa trang 10 ra các em nhé. Ở phần 2, sản phẩm công nghệ trong gia đình, các em hãy đọc yêu cầu của phần 2 này nhé. Em hãy kể tên những sản phẩm công nghệ trong gia đình ở các hình dưới đây và nêu tác dụng của mỗi sản phẩm đó. Các em quan sát màn hình thấy chúng ta có 6 bức tranh. Đây là 6 sản phẩm công nghệ trong gia đình. Nhiệm vụ của các em là hãy quan sát các bức tranh này và hãy nêu tên từng sản phẩm và cho biết tác dụng của các sản phẩm công nghệ này trong gia đình. Vậy thì qua quan sát tranh chúng ta có thể nhận biết được hình số 1 là nồi cơm điện, hình số 2 là tủ lạnh, hình số 3 quạt điện hay còn gọi là máy quạt, hình số 4 đèn học hay còn gọi là đèn bàn, hình số 5 chiếc tivi hay còn gọi là máy thu hình, hình số 6 máy thu thanh hay còn gọi là radio. Ở miền Tây mình thì những ông bà xưa thường gọi chiếc máy này là chiếc máy radio ha các em. Vậy thì chúng ta đã biết tên được 6 sản phẩm công nghệ trong gia đình này rồi. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tác dụng của từng sản phẩm nhé. Hình số 1, nồi cơm điện dùng để nấu cơm. Ngoài nấu cơm ra chúng ta còn có thể nấu cháo, nấu canh, vân vân. Vì thế chúng ta gọi nói tác dụng của nồi cơm điện là dùng để nấu cơm, nấu cháo. Tủ lạnh dùng để bảo quản thức ăn, làm nước đá. Số 3, quạt điện dùng để làm mát. Đèn bàn dùng để chiếu sáng khi học bài. Số 5, máy thu hình hay còn gọi là TV, dùng để xem phim, xem tin tức, xem ca nhạc, xem các chương trình của đài truyền hình. Số 6, máy thu thanh, radio, dùng để nghe tin tức, nghe nhạc, nghe các chương trình phát thanh của đài phát thanh. Vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu về tên và tác dụng của 6 sản phẩm công nghệ trong gia đình. Vậy thì các em thấy một số sản phẩm công nghệ thường được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày ở gia đình như nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy thu thanh, tivi, vân vân. Khi sử dụng thì em cần đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện để giảm chi phí cho gia đình và nguồn tài nguyên tự nhiên. Vậy thì các em lưu ý nhé, các sản phẩm trong công nghệ trong gia đình của chúng ta có rất nhiều và trong quá trình sử dụng các em phải đảm bảo an toàn về điện và sử dụng điện tiết kiệm. Ví dụ như khi sử dụng đèn học hoặc máy quạt hoặc chiếc tivi thì các em nên tắt khi các em rời đi khỏi vị trí đó
hay còn gọi là tắt khi không sử dụng các em nhé. Qua hoạt động này thì các em đã biết được tên và kể được tác dụng của các sản phẩm công nghệ trong gia đình. Vậy thì cô mời các em sang một nội dung tiếp theo, đó là tìm hiểu các bước sử dụng sản phẩm công nghệ trong gia đình. Mục tiêu của hoạt động này là giúp các em biết được các bước sử dụng sản phẩm công nghệ trong gia đình. Cô ví dụ như để sử dụng được chiếc nồi cơm điện thì các em phải nêu được trình tự các bước cơ bản để sử dụng một chiếc nồi cơm điện nấu ra được cơm cho chúng ta ăn. Và các em lưu ý khi sử dụng bất kỳ một sản phẩm công nghệ nào thì điều cần lưu ý trước tiên đó là phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Vì mỗi sản phẩm đều có hướng dẫn của sử dụng của nhà sản xuất các em nhé. Yêu cầu tiếp theo là cần đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng các thiết bị công nghệ có sử dụng nguồn điện và nhờ sự hỗ trợ của người lớn khi cần thiết các em nhé. Ở hoạt động này thì tự các em sẽ làm việc nhóm, thảo luận với bạn và tự nêu ra các bước để sử dụng các cái sản phẩm công nghệ trong gia đình này các em nhé. Cô ví dụ như để sử dụng được chiếc nồi cơm điện thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái nồi, cái lồng ở trong của cái nồi cơm điện này. Chúng ta bỏ gạo vào, cho nước vào vo gạo thật sạch, rồi cho một lượng nước vừa phải với lượng gạo. Sau đó lau khô cái đáy nồi, rồi cho cái nồi đó vào trong cái vỏ nồi ở bên ngoài này. Sau đó nhờ người lớn đậy nắp lại và nhờ người lớn ghim điện, bật nút. Và chờ đợi đến khi nồi cơm chín thì cái nút nấu nó sẽ bật lên và chuyển qua chế độ giữ ấm thì chúng ta có thể chuẩn bị ăn cơm được rồi. Còn ví dụ như cách sử dụng của chiếc máy quạt này thì đầu tiên là nhờ người lớn kết nối nguồn điện với chiếc máy quạt. Sau đó nhấn vào nút khởi động, nhấn vào nút chọn tốc độ quay, chọn hướng quay, vân vân ha các em. Rồi khi không sử dụng thì chúng ta nhấn vào nút tắt để tiết kiệm điện. Ở hoạt động này thì tự chúng ta sẽ thảo luận và nêu ra được cách sử dụng của từng thiết bị. Cô chỉ gợi ý một số sản phẩm công nghệ trong gia đình thôi. Các em thân mến, vừa rồi là cô vừa hướng dẫn cho các em học nội dung tiết 2 của bài 1 Tự nhiên và công nghệ. Tiết 2 này chúng ta sẽ học trong tuần thứ 2 của chương trình học. Cô nhắc lại nội dung của tiết 2 là tìm hiểu tên các sản phẩm công nghệ trong gia đình và nêu được tác dụng cũng như cách sử dụng các bước sử dụng của các sản phẩm công nghệ đó trong gia đình. Và các em lưu ý khi sử dụng các sản phẩm công nghệ trong gia đình thì phải đảm bảo an toàn về điện và tiết kiệm điện để giảm chi phí, và phải có sự hỗ trợ của người lớn, giúp đỡ của người lớn khi cần làm gì liên quan tới nguồn điện các em nhé. Nội dung bài học tiết 2 đến đây là hết rồi. Cô chúc các em luôn học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em.